Còn máy vượt thời gian mới lên sáng em bán là nhanh em. Thông báo để cho anh em biết là bán rồi để kiếm con khác để em quay cho anh em xem. Sáng giờ anh em hỏi nhiều nên là thôi. Thông báo là anh em bán rồi để anh em khỏi điện nữa không. Rồi ok. Rồi ok, hôm nay vô lên cho anh em một cái con xe rùa 4 bánh 2 cầu, có ben trợ lực lái nha anh em, máy dầu. Con này thì nhìn nó rất là gọn gàng, nhìn nó không có rườm rà, nhìn nó không có rối đầu đâu. Con này thì nhìn nó gọn gàng lắm anh em. Có đèn kèn xi nhan đầy đủ ha. Chạy động cơ máy dầu 6,5 người có đề nha anh em nha. Đó, máy dầu rin nguyên bản, đẹp ha. Máy này thì cực kỳ là đẹp ha. Đó, anh chị coi nè. Mấy con ốc nó ra chì luôn ha. Ốc bù nè. Máy xài rất là ít nha. Con này có đề hơn nè chị ha. Bỏ bình nó là đề thôi. Số nó là 3 tiếng 1 giây. Có nhanh chậm ha. Còn ben thắng tay. Đó, ghế rin ha. Trợ lực lái. Con này có ben nha anh chị nha. Đó có ben. Thùng con này thì ngang 1 m. 1 m1 dài tầm 1m7, 1m8 nha anh chị. Lớp thì chạy lớp gai bám ha. Đó, lớp gai bám 4 cái như nhau. 4 cái mâm thì nó hơi chóc sơn, hơi xét. Anh chị nào thích thì em sơn 4 mâm lại cho anh chị luôn nha. Đó thì đơn giản. Một nút nha. Ngon lành cành đào. Con thắng ga vậy thôi. Cũng đơn giản thôi. Cái bầu cái cục trợ lực nó bự ghê. Đó, nhìn chắc nuôi thôi anh chị ha. Ghế ngồi trong con này nhìn nó y như mua trần vậy nè. Nhìn nó ngồi nó thoáng mát. Sườn đen. Đó, hai tông màu đen cam ha. Đến tới cu ta toàn là màu cam thôi. Còn số này anh chị. Cô đá sạch sẽ nha. Chung mấy con này chả cần nói nhiều đâu anh chị. Vì nói chung mà hệ thống nó nhìn nó đơn giản lắm anh chị. Nó không có rườm rà. Thùng bọng không mục lũng nha anh chị nha. Trọng tải 500kg. Đó. Không có bị mục lũng đâu nha. Đồ rất là chắc chắn, rất là sạch sẽ luôn. Số bọng khô ráo ha. Rồi, giờ em sẽ test cho anh chị xem về cái cách vận hành của nó nha. Ok anh em nhé, xe test xong rồi, xe rất là ngon chạy, nói chung là ok ngon lành hết nha, không một lỗi lầm. Đó, rồi bà con nào quan tâm liên hệ số điện thoại 0835585879, địa chỉ thị trấn Mỹ Hiền, Đường Dương, tỉnh Lâm Đồng. Xe bao máy móc cầu số rinh nhanh chị nha, không bung không sửa, không đụng một con ốc. Đó.
tình trạng xe rin nguyên bản không dầm không tút không bù luôn. Đó, chỉ lai mỗi cái bình thôi nha anh chị nha, gới quăng rin luôn. Đó, rồi ok, mình chào và hẹn gặp lại bà con những video tiếp theo.